một phiên giao dịch mệt mỏi, một phiên giao dịch bò tùng xẻo với cái việc hôm nay buổi sáng mở cửa ra tăng rất là mạnh, các cổ phiếu đều bật tăng hết trơn luôn. Tuy nhiên kết quả cuối giờ chị đều thấy như thế nào? Cuối giờ chúng ta đều thấy là thị trường chúng ta giảm 7 điểm với phần lớn các cổ phiếu hoặc ra không giảm nhiều, chỉ giảm khoảng 1-2% thôi. Có những con giảm đặc biệt, ví dụ Nam Kim thì nó giảm 3%, còn lại thì đa phần là 1-2%. Nhưng cái tâm lý anh chị ngồi đây có phải đang coi video của Quang mới bật lên có mệt không? Có ức okay chế không? có tâm lý không có tiêu cực không có tuyệt vọng hay không đúng không thì hôm nay quá sẽ chia sẻ với anh chị tiếp tục cái video này video bản tin tối vào ngày 5 tháng 9 về cái nội dung đó là gì đó là bo tùng xẻo tâm lý nạn giảm một phần trăm thực tế và hành động của chúng ta như thế nào trong những cái phiên giao dịch kế tiếp hay là cho ngày mai thôi cũng được để chúng ta có thể vượt qua cái giai đoạn thị trường rất là dằn co rất là khó khăn rất là bực mình này nếu anh chị nhào tới chúng ta hàng ngày coi video của quang chưa bấm đăng ký kênh chưa hết video thì đừng quên là Bấm đăng ký kênh thật video nha. Để vì sao? Tại vì đây là những cái quan luôn chia sẻ với anh chị theo phương pháp phân tích cung cầu, phân tích VSA kết hợp là tâm lý hành vi và kỹ thuật để chúng ta có thể đầu tư một cách ok và hiệu quả trên thị trường này chứ không phải bị các vấn đề về tâm lý, vấn đề về mệt mỏi như thế này nó cứ áp bức lên à, lên người chúng ta, nó cứ làm cho chúng ta mất ăn mất ngủ và sợ ngày mai có sập hay không, có sập hay không. Ví dụ những phiên trước đi, anh chị coi video của quan đều biết mà. Chiến lược bên mình là gì anh chị? Đúng không? Anh chị coi video quan thường sẽ biết đó là chiến lược bên quan đó là phân chia tỷ trọng tài sản gồm có 50% blue chip và 50% cổ phiếu mid cap và qua điều nói với anh chị là gần như trong giai đoạn vừa qua bên mình không có mua mid cap đúng không bên mình chỉ đầu tư là 50% vào blue chip thôi và anh chị thấy đây ví dụ qua cho anh chị coi từ đầu luôn đây là danh mục blue chip bên quan và anh chị thấy blue chip vẫn bị lỗ chứ đâu có phải không lỗ đâu đúng không không phải không lỗ ví dụ anh chị thấy liên việt lỗ 200 nè mbb lỗ 200 nè masan lỗ 200 nè lỗ không anh chị cũng lỗ thôi nhưng mà mình vẫn có các cổ phiếu có nền tảng lời bình thường đó mình vẫn có các nền tảng lời bình thường dù cái thị trường bây giờ anh chị thấy nó rất là chua nó rất rất là chua và thậm chí nếu chúng ta đi mua các cái cổ phiếu đầu cơ cao có tính gì có tính biên độ lớn ví dụ anh chị thấy cổ phiếu ft đâu anh chị mua vào cái đi hôm trước anh chị lỗ bên đây bao nhiêu năm phần trăm nè hôm đó trước anh chị lỗ bên đây năm phần trăm hôm nay anh chị riêng cái phiên hôm nay thôi anh chị mình lỗ bốn tư phần trăm rồi và bốn phần trăm rồi mà thôi anh chị rất là mệt anh chị đi đua lại vào bất động sản anh chị thấy như thế nào có phải qua nói với anh chị không nên mua không đúng không thì chị thấy ở đây anh chị lỗ bao nhiêu phần trăm rồi hôm nay đau xương xương thôi cũng lỗ 3,6, 3,7% phần trăm rồi mà thôi anh chị rất là mệt đúng không vì chúng ta không có cái chiến lược giao dịch ok và hiệu quả và anh chị hãy quan chia sẻ với anh chị công khai ở trên bản tin hàng ngày và nếu chị mình không có một chiến lược giao dịch hợp lý á anh chị có thể cân nhắc chuyển về đồng hành với hệ học minh quan nhắn tin trực tiếp với như hảo một trung vi để chúng ta có thể cùng hiểu nha đầu tư theo cái phương pháp logic này để chúng ta có thể đi qua cái giai đoạn cực kỳ khó khăn này chứ không phải bị nó xây vòng 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 ở trong đây rồi ok mình sẽ bắt đầu vào nội dung hôm nay nha đó là bò tùng xẻo tâm lý nặng giảm một phần trăm tại sao băng lại ghi là gì bò tùng xẻo tâm lý nặng giảm một phần trăm đầu tiên chúng ta sẽ nói về bò tùng xẻo trước thật ra bò tùng xẻo là một cái hiện tượng đã xuất hiện từ hai ba tháng này rồi chứ không phải bây giờ đâu thật ra nó xuất hiện hôm ra rồi tại vì anh chị mình không có chấp nhận điều đó thôi ví dụ anh chị thấy công hòa phát đi có phải quang nói với anh chị là con hòa phát này đánh y hệt con phát đạt không câu này mình nói với anh chị quen không anh chị mình coi livestream của quang hàng ngày ở trên đây sự kiện phát trực tiếp nè cứ khi nào đi phân tích tới cổ phiếu gì cổ phiếu hòa phát là mình đều nói hòa phát này giống phát đạt à, anh chị thấy nó đúng không thì chị thấy bây giờ nó giống ở giống y hệt chứ có khác gì đâu đúng không anh chị thấy cái đoạn này nè nó rớt từ từ rồi đúng không lúc đó rất nhiều người nói với anh chị cổ phiếu hòa phát rất ok cổ phiếu hòa phát rất tốt nhưng mình nói với anh chị gì hòa phát không có dòng tiền đó mình khẳng định với anh chị là hòa phát không có dòng tiền thậm chí bên mình đã trước mình mua ngay đây lên đây mình chốt lời lên đây mình chốt lời qua đây mình mua lại mình lời mình sao mình lỗ một phần trăm mình cắt lỗ luôn mình cắt lỗ luôn và mình nói hẳn với anh chị con này không có dòng tiền đâu chị đừng có đầu tư nè đúng không nhưng xuống đây anh chị đâu có tin đúng không anh chị hãy hai cái chỗ này không anh chị nhìn lại con phát đạt đi anh chị nhìn lại con phát đạt nó có giống hai chỗ này con hòa phát không à, có con hòa phát không ngay chỗ này nè chị không y hệt luôn á anh chị y hệt luôn, luôn còn một cái kiểu luôn và bây giờ anh chị thấy nó như thế này có phải là bò tùng xẻo không thậm chí thị trường mình tăng 100 điểm rồi hơn 100 điểm rồi hòa phát lũng đáy sắp lũng đáy chưa tí xíu nữa là lụng đáy rồi đúng không? Tăng 100 điểm cổ phiếu giảm liên tục hơn tầng không có phiên hồi luôn gần như mua vào là lỗ mua vào là lỗ vào một ngày nó giảm có không hết mấy trăm mà nè chị thấy không ngày nó giảm có không hết mấy trăm mà anh chị thấy cái trạng thái nè qua cho anh chị mình coi theo cái hướng này ha anh chị thấy cái trạng thái này đi đây qua sẽ cho anh chị mình coi anh chị thấy nó đang ra đang biểu đồ hiện thời gian thực hàng ngày nè anh chị thấy nó có giảm giống y hệt hiện tại không nè cũng giảm nhẹ nhẹ đúng không hồi lại nè đúng không sau đó giảm nhẹ giảm nhẹ giảm nhẹ, giảm nhẹ nè anh chị không giảm từ từ thôi giảm từ từ thôi giảm từ từ thôi giảm từ từ thôi hồi lại nè hồi mạnh luôn nè sau đó tiếp tục đi ngang nè giảm nhẹ tí xíu hai trăm nè tiếp tục giảm tí xíu nè giảm tí xíu nè dạ này là hồi đúng không này là giảm mạnh cái nè sau đó hồi nè giảm nè và anh chị thấy giờ xuống tới đây rồi anh chị mà mua hòa phát trên đỉnh đi 29.5 hiện tại chị đang lỗ bao nhiêu phần trăm anh chị đang lỗ 15 đúng không nên thành ra đầu tư á, thì đầu tiên chúng ta phải né các cổ phiếu gì các cổ phiếu bò tùng xẻo ra vì sao vì nếu chúng ta dính vào những cổ phiếu này gần như anh chị thấy anh chị lỗ nặng không anh chị lỗ nặng và anh chị càng trung bình giá anh chị càng lỗ nặng hơn nữa đúng không hay là gì hay là bây giờ hòa phát rồi đúng không nam kim có vậy không thật ra nam kim á, thì nó cầu cho anh chị biên độ nhưng hoa sen nó có cho được bao nhiêu đâu nó cũng rơi nè đúng không rồi đó là một ngành, tiếp tục ngành nào nữa anh chị? Tiếp tục đó là ngành dầu khí. Qua có chia sẻ với anh chị về BVD không? Cổ phiếu này có dòng tiền không? Đúng không anh chị mà có coi video của Quang lâu rồi, anh chị đều biết là mình chia sẻ rất rõ ràng con này không có cái dòng tiền, con này không có dòng tiền vào mà phương pháp bên mà là gì? Là phân tích đi theo dòng tiền là chủ đạo. À, tâm lý hành vi những cái khác sẽ xoay quanh nó đúng không? hoặc là đôi khi sẽ xoay quanh tâm lý nhưng mà phải có dòng tiền mới được chứ không có dòng tiền thì nó làm gì đúng không thì đó anh chị hát không có dòng tiền và bây giờ anh chị thấy cũng vậy nè nhưng mà nó đâu rơi nhiều đúng không thì đây là hiện tượng bò tùng xẻo và nếu anh chị dính vào những cái con này qua nói thiệt với anh chị nha canh những nhịp hồi để chúng ta quyết liệt xử lý hoặc là trading t không với nó thôi chứ thật sự trong cái hiện tượng bò trùng xẻo này nè thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ với anh chị là gì hành động của anh chị ở đây đó là đừng bao giờ trung bình giá anh chị hãy đánh lướt tay không đi nếu anh chị muốn đánh tay không trade đinh tay không ví dụ hôm nay hệ thống minh quang có chia sẻ với anh chị nhào tư ở trên đây à, ở đầu buổi sáng luôn để qua sẽ kéo lại cái nhóm ít viết bên mình đi cho à, buổi sáng mới mở cửa vô nào qua có chia sẻ với anh chị ngay lập tức luôn nha qua có chia sẻ với anh chị ngay lập tức luôn đây à, anh chị làm gì anh chị lưu ý nha <laughs> đây ở đây nè trading đinh tây không sáng nay canh tí nữa nó kéo cao trào anh chị canh bán ra cổ phiếu lỗ nặng và trưa trưa rất là anh chị cover hẹp qua ví dụ đây bvd đi những anh chị kẹt trên giá 33 hiện tại anh chị đang lỗ bao nhiêu phần trăm đúng không anh chị mình đang lỗ hai mươi mấy phần trăm sao chị về bờ thị trường tăng trăm điểm anh chị đâu về bờ được đâu vậy bây giờ thị trường sập anh chị làm gì về bờ bờ xa lắm anh chị nó ví dụ hôm nay chị thấy con này buổi sáng có kéo lên 29 26.95 đi qua ví dụ có khách hồi sáng hỏi qua đâu ví dụ ở đây nè à, qua đó với anh chị nha sáng cứ bán tây không ra trưa chiều mua lại đúng không? Thì sáng đây anh chị thấy nè, ví dụ anh chị đó kẹt 30.000 cổ, sáng nay có 10.000 cổ đi. Anh chị bán ra trước 26.9 qua nói là 26.9 thôi, không cần phải bán cái giá bao nhiêu, không cần phải bán cái giá là 26.95 sao bán được giá đó đúng không? Và kết quả buổi chiều cho không mua lại được cái giá 26.1 thì cho chiều là mua được giá nhiêu? Giá ra cỡ quanh 26.2 thôi, 26.2, 26.3 đi, 26.3 thôi, là có lợi nhuận bao nhiêu trong cái phiên hôm nay lợi nhuận được 6 triệu 2 phần trăm biên độ hôm nay con này 3 phần trăm thôi đúng không sáng tăng nhẹ tí xíu chiều giảm xuống chút là cả 3 phần trăm thôi là được hai trăm ngon không anh chị đúng không thì cái hành động của quan với nó những anh chị mà đang kẹt nặng á thật sự qua biết rất nhiều anh chị ngồi đây vẫn có cái tài khoản lỗ mười mấy hai chục phần trăm ví dụ anh chị kẹt cái bvd đi anh chị có về bờ được đâu đúng không anh chị kẹt con hòa phát anh chị có về bờ được không không đúng không anh chị kẹt con nam kim ở trên đây anh chị có về bờ được không nó thì các anh chị cũng không luôn nó có biên độ thôi chứ nó có về bờ được đâu đúng không anh chị kẹt con gì anh chị kẹt con hoa sen càng không phải về bờ À, TLH anh chị có cầm không? TLH qua đánh giá có nhiều rum à, mua trên đây lắm nè. Có nhiều người mua trên đây đúng không? Hết tiếng lên đúng không? Có tây trần nè, chắc chắn có người kẹt trên đây. Thì anh chị thấy giờ giá này nè, lỗ bao nhiêu phần trăm mà anh chị biết không? Lỗ xương xương có là 35%. TLH hết tiếng lên nè, đúng không? Rồi qua cho anh chị mình coi thêm nữa Cầu phiếu gì anh chị? Ví dụ những cái con như là gì Vot anh chị về bờ được chưa? Ví dụ Vot anh chị về bờ được chưa? Anh chị kẹt ở đây về được chưa? Cũng đâu về được đâu đúng không anh chị? Đó là thị trường mình hoàn trăm điểm thật ra rất nhiều con đã về bờ được đâu. À, con VX này anh chị có về bờ được không? VX nè, à, đây là cái phần đầu tiên mình phải nói với anh chị nha. Chỗ này còn chưa về bờ được nói chi chỗ trên đây và chỗ trên đây thì anh chị mình cứ trade đinh tây không thôi đừng có trung bình giá gì cả vsc nè à, vsc nè những cái con liên quan tới cảng container nè kẹt trên đây sao về bờ à, không thể về bờ được đâu thì đã không về bờ được thì qua khuyên thật với anh chị là cái hành động thực tế nhất trong giai đoạn này đó là gì đó là anh chị mình trong giai đoạn bò tùng xẻo này bị kẹt trúng những cổ phiếu sập nặng và không lên được thì chúng ta hãy trade đinh tây không và chúng ta không nên trung bình giá cái này là mình dành riêng cho những anh chị đang lỗ nặng nha rồi tiếp tục, nếu các cổ phiếu anh chị bị dính vào trạng thái bò tùng sẽ mới bắt đầu. Ví dụ anh chị thấy bên mình hiện tại đang có dính nha, chứ không phải là không. Đó, nếu mà cho anh chị mình coi cái danh mục nè. Thì anh chị thấy con nào đang dính vào, có thể là mời bê. Qua đó anh chị có thể là mời bê đang bị dính á. Thì mời bê như thế nào? Thì danh mục bên mình đang kẹt con MBB và hôm nay bị bán ra lỗ 2% rồi. Và qua nói với anh chị nha, ngẫn nơi khác đầu tư con gì mình không biết, nhưng bên mình đoạn này là gì? Là nói với khách hàng rõ ràng, đó là thị trường này rất là chua. Thị trường này không ok, thị trường này rất rủi ro thì khi nó rủi ro bên mình chỉ đầu tư trụ và blue chip thôi và khi bên mình đầu tư trụ và blue chip thì dù hôm nay nó bán mạnh thật ra mình cũng không có thấy sợ quá mức vì sao anh chị biết không vì những cái con này nè thật ra khi nó rơi xuống tới một hai phần trăm là nó hết biên rồi là nó hết rơi được rồi anh chị vì sao anh chị biết không vì nếu mà để những con này rơi tới 3%, thật ra những cái con khác, ví dụ như HCM nè, nó phải âm um 3 bốn trăm rồi. Ví dụ như con VCI nè, hôm nay âm um 200 không? Nó phải âm um 4%. Nó phải âm um 4% là bình thường đúng không? Con phát đạt này nè, nó phải âm tới 5%, nó không là bình thường. Tại vì để con MBB có thể âm được 3% là những cái con khác á, nó phải rớt hơn phải gấp đôi như vậy. Đó là cái điện bình thường thôi vì đó là ngân hàng. Và khi ngân hàng nó rớt thì sao nó sẽ kéo cái chỉ số này rất mạnh hơn nữa. Rất rất mạnh luôn. Và khi cái chỉ số này rớt rất mạnh hơn nữa thì sao? thì thị trường mình sắp rồi đúng không và mình lỗ có ba trăm thôi cũng không nhiều nên thành ra việc hôm nay nó giảm 100 mình thấy cũng không có vấn đề thật ra cũng không có vấn đề đúng không thì ví dụ như như vậy đi chúng ta có dính vào con đi thì sao thì chúng ta thật ra vẫn vui vẻ bình thường vì mình đâu có lỗ nhiều thì chúng ta sẽ hồi máy chờ nó hồi lên và chúng ta đặt ra quy tắc nếu anh hồi mạnh thì tôi sẽ bán ở nhầm nhầm tôi sẽ giữ nhưng nếu anh hồi yếu thì tôi sẽ hót hàng ra bình thường tức là chúng ta sẽ đặt ra một cái quy tắc để chúng ta làm gì chúng ta hót hàng nếu cổ phiếu không thể không thể làm gì không thể giữ được cái quy tắc đó của chúng ta để tránh vào cái trạng thái đó là nó rất hoài quan ví dụ anh chị một cái con bên mình đã bán rồi đây anh chị thấy đây không đó là con Samandes nè mình đã bán ở giá bao nhiêu giá mươi 82 giá 82 cỡ 824 823 824 ngay đây nè lúc mình bán mình còn có lời luôn là mình mua nó đây nè anh chị mua đây nè qua đây nó không hồi được là mình thấy nó không ok và khi nó không ok chúng ta phải làm gì đó là quyết đoán cắt nó từ cái cây này và khi cắt xong anh chị thấy nó rơi liên tục xuống đây không có những anh chị hôm nay mới hoảng loạn đi bán là qua biết với anh chị là anh chị lỗ tới tám phần nó không đó đây đó có phải là trạng thái bò tùng xẻo không và vừa bán xong nó rút chân ha rồi bán xong nó rút chân anh chị thấy bực mình không ức ừ chế không đó, bò tùng xẻo là gì là vừa ức chế ra vừa hót hàng ra là nó hồi lại nè chị không thì để tránh cái trạng thái này diễn ra thì chúng ta đặt ra những cái quy tắc stop loss cho bạn hơn ví dụ ba phần trăm thật ra giai đoạn nào qua đánh giá ba phần trăm là ok hoặc là bốn phần trăm nếu nó vi phạm tới mức đó bạn không suy nghĩ gì cả bạn bán và bán để đỡ làm gì để đỡ bị kẹt hàng và để kẹt xuống dưới sau đó một là gồng lỗ nếu mà anh chị gồng lỗ anh chị gồng trúng cái con khỏe ờ, qua đó với anh chị nha gồng lỗ mà gồng trúng cái con khỏe nó hồi lên thì mình không nói gì nhưng lỡ gồng lỗ trúng cái con yếu không có dòng tiền như hòa phát thì sao là lỗ rất nè đúng không và kẹt luôn đấu lên lại được đâu đây là rất yếu nè đó thì nó thành ra đặt ra quy tắc đó nha đặt ra quy tắc cắt cổ phiếu khi chúng ta bị dính vào cái trạng thái này thật ra không phải là bò tùng xẻo mà nói hẳn là vi phạm đi vi phạm nha rồi đó là cái phần đầu tiên mình nói về cái vấn đề này Thật ra nó cũng đã bao quát rất là nhiều đúng không Một cái vấn đề khác Một cái vấn đề thật ra cũng quan trọng không kém Mà mình cũng phải nói luôn với anh chị đó là gì Đó là tâm lý nặng giảm một phần trăm. giờ mình chưa đặt tới cái vấn đề đúng không Thì bây giờ mình sẽ nói có phải bây giờ anh chị mình chỉ đều Đang nghĩ tới cái việc đó là thị trường mình sẽ sập nặng không Thị trường mình sẽ rất rất mạnh không Thị trường mình sẽ to không Thị trường mình sẽ ra đi không đúng không Có phải bây giờ anh chị đang nghĩ điều đó không nhưng quan sẽ đánh giá với anh chị một điều đó là thị trường mình chưa hẳn nó sẽ rơi đâu À, nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân vì cái chữ giảm một phần trăm này. Vì sao? Hôm nay anh chị mình có tiêu cực không? Bản thân anh chị ngồi đây, anh chị thử ngẫm lại đi. Có phải anh chị rất tiêu cực không? Tại sao mình biết điều đó? Vì mình cũng có rất là nhiều khách hàng ở trong cái nhóm trao đổi của bên mình, mình. Rồi mình cũng thấy được anh chị họ quan. Rồi mình cũng thấy được những cái nhóm khác. Rồi mình cũng lên Facebook mình lướt các thứ. Đó. nói chung là mình cũng coi tới coi lưu nhiều nơi. Thì mình thấy cái tâm lý hôm nay rất là tiêu cực. Đúng, tiêu cực không? Thật ra thủ phiếu sáng kéo xanh chiều đạp là tiêu cực liền, đúng không? Nhưng quan trọng á, tiêu cực nhưng bán ra rất mạnh nhưng vì sao cổ phiếu không rơi ví dụ anh chị thấy đất xanh thật ra bán rất mạnh khối lượng cục đại thì coi như là có cá mập xả cái này qua khỏi nói đúng không nhưng quan trọng cá mập xả như vậy sao em à, có một trăm vậy đúng không 1,89% phần trăm rồi tiếp tục vix âm bao nhiêu âm à, 0,83 phần trăm đúng không rồi tiếp tục mbb có lệnh bán cả triệu luôn nha hôm nay qua thấy có cái lệnh bán cả triệu luôn chỉ âm có 1,84 phần trăm đúng không hoa sen Tính ra nó bị bán từ buổi trưa lũng đáy, giá 20 nó lũng từ buổi trưa luôn đúng không anh chị? Nhưng nó chỉ âm có 1,97% co 200 luôn á đúng không? Rồi tiếp tục FTS sáng kéo xanh chiều đập Oppo, vậy sao nó không rơi luôn? Nó chỉ âm có 1,8% thôi. Đó mà chị thấy nó có đặc điểm gì không chị? Đó là nó không có rơi quyết liệt nó không có ấp anh chị một cách quyết liệt à, anh chị thấy có FPT không mở cửa buổi sáng ra nó đã bị bán tháo rồi có những lúc nó âm um tới 2,5 phần trăm vậy sau cuối giờ nó vẫn 130 vậy đúng không tức là nó chỉ giảm có một phần trăm thôi mà Blue G có tin chủ tịch đăng ký bán một triệu cổ phiếu vì sao hôm nay nó giảm từ buổi sáng nha và nó hẳn với anh chị là nó từ buổi sáng mở cửa đã rơi rồi mà nó chỉ giảm có 1,74 phần anh chị thấy nó ngộ không đúng không tức là nó chỉ giảm quanh một hàng phần thôi thì qua đánh giá với cái trạng thái tâm lý tiêu cực trạng này, này nè và giảm một phần trăm đây nè mà quay lại cái tên ở video này là gì bò tùng xẻo ấy nè thì qua đánh giá thị trường mình chưa hẳn nó sẽ rơi đâu đó, nó sẽ không có dễ rơi như vậy vì sao vì nó có rất nhiều cái yếu tố hội tụ để nó có thể sập luôn nha rất nhiều yếu tố hội tụ để nó có thể sập nhưng nó không sập đó, nhưng nó đâu sập đâu hôm nay bao nhiêu con rơi? bao nhiêu con lũng đáy anh chị nhìn mấy con hép nè lũng đáy đúng không hép lũng đáy nè tại sao điều kiện rơi rất tốt để sập sàn toàn bộ thị trường thì nó đâu có, Apple cũng có luôn rồi mà, đúng không? Apple đều có luôn, đầy đủ hết, mà nó cũng có sập đâu. Nên thành ra qua đánh giá nha, với những cái trạng thái tiêu cực đó và cái thanh khoản thật ra cũng không phải là quá cao thì khả năng là gì khả năng nếu sáng ngày mai anh chị mình làm gì bán sớm hoặc là hoảng lộn sớm á tức là bây giờ mình tiêu cực mình ảnh hưởng lên cái tâm lý và khi mình ảnh hưởng lên tâm lý mà mình không hình dung được thị trường bây giờ là thị trường bò tùng xẻo thì mình làm gì sáng mai mình hoảng lộn mình bán ra có thể sáng mai nó sẽ nhúng mạnh xuống và nó lắp luôn cái gấp ấp ở đây đây là một cái gấp ấp nè hai cái góp và sáng mai nó lắp xong coi chừng chiều nó lại bật lên nó kêu lại tại vì anh chị đều biết thị trường bò tùng xẻo là thị trường gì là thị trường bán xong thì nó tăng tăng xong đua lệnh là, là nó giảm giảm xong đi lên nó lại nó giảm xong thì giờ bán ra nó lại tăng đúng không thì đó anh chị thấy chỗ này không thì xác sức bây giờ chúng ta tiêu cực như vậy thì bán xong mai nó lại bật lên cho anh chị coi chiều mai có khi nó bật lên nó kéo lại qua tầng nó vượt đỉnh luôn là bình thường đúng không nó thành ra ở đây á mình sẽ quay lại cái ý này đó là gì đó là chúng ta có cái tâm lý nặng như thế này thì thật sự có chia sẻ với anh chị đó là chúng ta không nên như vậy thật sự đầu tư á hãy xem các cái cổ phiếu á các cái phần trăm những con số này nè là cái phần trăm và những con số chờ cổ phiếu cũng chỉ là cổ phiếu là một món hàng của chúng ta thôi để chúng ta giao dịch trong đó lời lỗ thì chúng ta sẽ canh ở những cái điểm mua bán đây đơn chia sẻ với anh chị lại một lần nữa cái điểm tư vấn của mình ở đây ở này nha đây cái điểm tư vấn này cho anh chị mình coi nè đây à, chỗ nào đâu rồi đây là các cái cập nhật hành động chiến lược trong giai đoạn này ty la quan đã chia sẻ nhiều lần nhưng mình viết lại cho nhà tư khách hàng mình đọc một lần vào buổi trưa nha đi vốn hận trọng chỉ tập trung vào các cổ phiếu có dòng tiền lớn như đã chia sẻ từng phần dù là ở đâu dù cao hay hấp là vẫn như nhau thôi vì mình nói với anh chị cổ phiếu tốt thì nó vẫn tăng đúng không cổ tốt thì nó vẫn khỏe chứ hơn cổ sâu rất là nhiều đó là thật sự đầu tư thì chúng ta chỉ nên tập trung vào dòng tiền lớn thì chúng ta có thể gì chả quan tâm cái bò tùng xẻo này làm gì đúng không chả quan tâm thị trường xấu xấu hiện ra con nào chả giảm nhưng mà chỉ cần thị trường tốt nó lại lên lại đúng không rồi tiếp tục là gì tiếp tục ý thứ hai sẵn sàng bán cổ phiếu khi vi phạm dù là hàng nào à, hay là trên tinh thần là chúng ta sẽ bán nếu nó vi phạm chả quan tâm nó là con nào cả ví dụ nha hôm nay mình không biết thị trường này tốt hay xấu mình chỉ biết FPT hôm nay có khối lượng bán lớn đúng không và khối lượng bán lớn này mình không biết ai bán thì bên mình chủ động mình bán bớt năm mươi trăm hàng. À, mình cứ chủ động thôi vì mình cũng đâu có lỗ đâu mình vẫn hòa vốn lãi nhẹ con này mình mua nó bên đây nè mình vẫn lãi nhẹ bình thường và mình bán năm mươi trăm hàng, cứ vậy thôi đúng không vì sao vì Ồ, không biết ai bán thì thôi tôi cứ bán ra năm mươi trăm hàng thôi dù anh có là cổ phiếu tốt nhất trên thị trường cũng vậy đúng không anh chị thấy là chứng khoán ở trên này nè, anh chị thấy không nó sập xuống tay đây nè còn gì nữa trước đó trên đây bao nhiêu người kỳ vọng đúng không đứng đầu của ngành chứng khoán thì cũng rất bình thường thôi nên sai thì vẫn cứ bán thấy không ok vẫn cứ bán bình thường đúng không ý đó cái tiếp nha ý cái tiếp là gì không đua lệnh fomo không khô máu ở đây, đi đúng quy tắc đi vốn từng cổ phiếu đúng không khi mà thị trường cổ phiếu đu mạnh qua nói với anh chị Hà anh chị đi mua một cái con cổ phiếu nó có độ an toàn cao thì lên thì cũng như nhau thôi từ từ anh chị cũng lời anh chị có thể đi vốn lớn anh chị có thể lời ok đúng không anh chị có thể vào ok ví dụ qua nói với anh chị nè Hà anh chị đi mua con CTG và HP đây nhưng anh chị vẫn an toàn hơn rất nhiều anh chị đi mua con bất động sản vì sao vì con CTG nó có thể tăng hai ba nhưng nó làm gì nhưng khi nó sập nó chỉ sập có không mấy một phần trăm thôi bao nhiêu con người sẽ canh mua nó thì đa phần sẽ là dòng tiền lớn canh mua nó nhưng ngược lại khi mà con phát đạt nó kéo thì sao toàn nhỏ lẻ đi mua và sau khi rớt ngược nó lại lỗ lỗ nặng hơn rất nhiều đúng không thì chúng ta phải gì chúng ta đi vốn chúng ta phải đi vốn đúng cái chiến lược đi vốn như thế nào chúng ta phải đi đúng như vậy để chi để chúng ta có thể giảm hiệu cái mức độ rủi ro xuống thấp nhất chứ không phải là chúng ta ô ninh chúng ta khô máu ví dụ anh chị mà đua mà cái chỗ này nè mà anh chị mình vào lệnh mb là coi chừng anh chị mình đang lẩu rất nặng đang lộ rất nặng rồi và may nó xuống đây một cái nữa là thôi là bắt đầu kẹt hàng đúng không kẹt đúng đỉnh và kẹt con này anh chị nghĩ là nó rủi ro hơn hay là kẹt con ctg anh chị rủi ro hơn chắc chắn rồi kẹt ctr sẽ rất là an toàn còn kẹt bdr thì lộ rất nặng, đúng không đó tiếp tục ý cái tiếp nha không kỳ vọng không ảo tưởng đúng hiện thực cái này mình chia sẻ rất là nhiều rồi cái giai đoạn này là gì cái giai đoạn này ví dụ như thị trường này nha giai đoạn này là giai đoạn gì giai đoạn này là giai đoạn thị trường rất khó ăn gần như 3 tuần vừa qua hai tuần vừa qua đầu tư đâu có miếng lời nào đúng không anh chị đầu tư đâu có miếng lời nào đâu con nào cũng như con nào thôi nè anh chị nhìn cái con leader đầu tăng mạnh nhất đợt trước của chứng khoán nè chị thấy hai tuần vừa qua anh chị có lời không lời được mấy lạ đúng không lời được mấy lại trừ khi anh chị mua những cái điểm rất thấp anh chị đây nè anh chị mới có ăn lên chị bán liền anh chị mới có ăn anh chị cần mua hiếm, anh chị lỗ đó chị mua con gì chả vậy không? rồi dành gì ngành thép đi anh chị có lời được gì trong vòng mà hai ba tuần vừa qua full lỗ chứ làm gì có lời full lỗ đúng không đó hay là con gì thậm chí câu đất xanh nha anh chị thấy hai ba tuần vừa qua cái chỗ này anh chị mua anh chị có lời không ai bắt được đúng này thì có lời nhưng ai bắt trên đây đa phần đều lỗ ba bốn trăm chính xác không đó thì qua nói với anh chị đó là cái gì đó là cái sự thật và cái thực tế thì từ cái đó chúng ta phải nói làm gì chúng ta phải triển khai ra cái chiến lược giao dịch cái cách giao dịch cho nó phù hợp với giai đoạn chứ không phải ở giai đoạn này chúng ta nói về đại sống bất động sản chúng ta nói về đại sống dầu khí chúng ta nói về đại sống gì bán lẻ chúng ta nói về gì nói về tương lai rất lớn của một ngành nghề tương lai rất lớn của một cổ phiếu thật ra mình chưa bao giờ nói với anh chị điều đó mình đầu tư là mình đi theo dòng tiền và dòng tiền vào thì mình vào dòng tiền ra thì mình ra ví dụ hôm nay đi khi mà giờ mở blueger vào dòng tiền nó vào dưới đây thì mình nói với anh chị dòng tiền vào thì mình bắt đầu cho dòng tư chúng ta mua và giải ngân theo quy tắc đi vào vào xong thì sao thì mình nắm giữ đơn giản như vậy thôi đúng không đơn giản như vậy thôi dòng tiền vào mình vào chứ mình không có hô đại sống gì cả mình không có hô gì cả ví dụ hôm nay thật ra tin sống như vậy lực bán yếu mà lực bán so với cây trên đây cây tiền vào vẫn yếu mà đúng không thì mình vẫn giữ bình thường đâu có vấn đề đâu vì danh khoản bán ra rất là bé thì mình thấy ok tiền nó cũng chưa hót ra thì nó chưa hót ra nay mai nó kéo lại là bình thường ví dụ như vậy thì mình giữ vì sao vì dòng tiền nó nằm trong đây là ok là mình giữ ví dụ ctg đi anh chị thấy nè vì sao mình chấp nhận mua cao trên đây vì sao vì tiền nó vào trong đây rồi nó lên có những nhịp fomo không được có cái pha bán tháo hôm qua heo gì heo đau rồi thì sao thì mình bắt hàng và hiện tại mình vẫn lời đúng không hãy là một cái con khác là con Vinamilk. anh chị đều biết tiền vào rất mạnh ở dưới đây đó, dòng tiền vào rất mạnh mình không quan tâm đại sống nhanh sửa gì cả mình không có nói à, sửa gì đó mình không có nói về tương lai rất nhiều mình chỉ biết tiền à tổ chức nè Cảm mà mẹ nó đã đổ tiền vào đây đúng không khi nó kéo mạnh lên đến kết promo thì nó có bô ngược khi dòng tiền nó vào không đủ nhưng khi nó chỉnh xuống đẹp ở dưới viên điếu này thì sao thì mình vào mình mua nó mình mua đây thôi mình vào mình mua hôm nay gia tăng tiếp ngay chỗ giá hàng triệu nè đó thì mình vẫn mua bình thường vì sao vì dòng tiền nó trong đây thì khi dòng tiền nó trong đây thì mình giảm đầu tư vậy thôi đúng không chứ không có hô không có hào gì cả và ví dụ như ngày mai mà nó quay xuống nó lũng đi thì cái phần hàng gốc bán còn phần hàng mới gia tăng lỗ chờ hàng về bán ví dụ như vậy thì mình vẫn đầu tư một cách bình thường chứ không có gì kỳ vọng hay ảo tưởng gì cả không hô hào bất cứ con sóng nào nhất là cái con sóng mà lỗ nặng nhất qua nhớ không nhầm đó nha lần trước là con sóng về bất động sản À, cột sống bất động sản lần trước là cái con sống lỗ nặng nhất trên đây nè sau đó tiếp tục có nhà đầu tư chúng ta tiếp tục hô về con sống dầu khí đúng không qua nói với anh chị không có sống dầu khí nào đâu anh chị thấy nó nằm dưới đây sống gì nữa đúng không đợt đó tới bên đây vẫn có người hô sống dầu khí à, mình đã nói với anh chị không có sống gì cả à, không có sống gì cả đầu tư á theo dòng tiền tiền có thì mình có còn không có thì cút vậy thôi chứ mà bây giờ cứ hô sống sẽ là cái con dao hai lưỡi để giúp anh chị ra đảo xa hơn ra đảo xa hơn đúng không rồi tiếp tục ý kế tiếp nha đặc biệt cẩn thận với mid cap trong giai đoạn kéo xả nhất là bất động sản hay hép dầu thì cái này chia sẻ với anh chị nhiều rồi à, cái này thật ra anh chị mà là khách hàng mình quen sẽ biết điều đó thôi ví dụ mà khi một cái cổ phiếu mà nó kéo mạnh lên thì mình có chụp cho anh chị ví dụ này là hôm qua nữa này là mình chụp hôm qua thì phải à, này hồi sáng này hôm qua nhỉ hình như là hồi sáng này đúng không khi con này nó kéo lên thì chị thấy nè những cái lệnh nó kê ra là hàng triệu hàng triệu cổ phiếu theo cái bài mình chia sẻ với anh chị bài một nè tại sao anh hay nói với anh chị là nên học cái bài VSA mà như sau này của mình vì những cái này nè là mình tổng hợp lại những cái gì mình tổng hợp lại tất cả những cái kinh nghiệm và kiến thức đầu tư của mình đã trả giá bằng những lần lỗ hoặc là bạn hơn lỗ à, hoặc là thấy người khác lỗ và mình làm gì mình nốt lại và mình dạy cho anh chị ở trong đây theo cái gì vừa viết đây mà là vừa thực chiến Hay trong cái bài một này nè mình có nói với anh chị một cái kiến thức đó là cái hiện tượng kéo và xả thì trong cái kéo xả là gì là khi nó kéo mạnh lên nó sẽ kê các cái lệnh rất lớn vào và khi nó kê các cái lệnh rất lớn vào anh chị không mua được anh chị sẽ bắt đầu có cái xu thế fomo và mua lên và khi anh chị fomo và mua lên nó rút lệnh ra một cái là nó sẽ tụt ó, 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 ó luôn nó sẽ tụt liên tục luôn và cái lệnh này là tự nhiên nó mất tiền tự nhiên nó mất tiêu luôn và anh chị là cái người nằm lại đó và hôm nay chị thấy nè những cái con này lúc đó qua chụp không kịp cái hình nó kê lệnh vào đúng không là chị vì sao tại vì phô mô lẻ quá à, phô mô kính vậy luôn lệnh mua 10 ngàn 20 ngàn 10 ngàn 20 ngàn quá trời luôn mua xong cái nó rút, rút 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 ra sau đó thả xuống bạc 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 không thì đó là cái bài số 1 nếu anh chị mình nhìn thấy anh chị sẽ thấy và anh chị có thể né được cái nhịp gì đu đỉnh trong phiên hôm nay của các cổ phiếu bất động sản nếu mà mình biết là mình không có mua đúng không đó à, tương tự hiện ra những cái ngành khác cũng vậy thôi À chúng ta vẫn làm gì? Số 6. Chúng ta vẫn giữ vẫn cầm vẫn mua bình thường cầm giữ vẫn mua bình thường nhưng chúng ta thận trọng chúng ta phải tập trung vào những cái gì có thể ok ví dụ như ở đây chúng ta đang nói gì chúng ta chỉ đầu tư blue chip thôi chúng ta chỉ đầu tư ngân hàng blue chip những cổ phiếu lớn nếu thị trường này có thể vượt 1.300 cái câu này qua nói trước lệ đúng không có thể vượt được 1.300 được thì nó cũng sẽ kéo trụ chứ nó không có kéo mít đâu mít kẹt quá trời kẹt rồi sao kéo đúng không chỉ một số con là hãy ok thôi à, hoặc là ăn biên độ thôi đúng không còn lại sao muốn vượt 1 300, phải có ngân hàng và trụ còn không vượt được, được 1300 thì con gì chả to đó mà khi to thiệt ra nó cũng không to mít cáp và trụ trước ở nhầm nhen trụ và bị chiếm trước đúng không nên chiến lược bên mình là chỉ cầm những con này có mua thì mình cũng xoay quanh những con này thôi đúng không? và chúng ta hận trọng vì sao vì bản thân anh chị đã thấy cái trạng thái này đúng không nhưng đây qua nói với anh chị nè ồ em nói nãy giờ nhiều quá đúng không em vậy thì em kêu anh chị mình cầm tiền luôn đi có gì đâu em thì qua nói với anh chị nha nói thì nó hay nói bây giờ nè chúng ta nói thực tế với nhau nha bây giờ anh chị nhìn thấy thị trường như thế này anh chị mới nói thôi để cầm tiền cho nó vui đúng không nhưng mà cái lúc thị trường sao anh chị biết bao nhiêu anh chị hỏi qua mua cổ phiếu không vài chục anh chị cả trăm anh chị nhắn tin hỏi mua cổ phiếu luôn anh chị phải biết những cái lúc đó đó nếu mình cho anh chị mình mua mạnh hoặc là mua đại trà thì chúng ta sẽ lỗ rất nặng đúng không nhưng nếu chúng ta không mua cổ phiếu anh chị sẽ bỏ đi anh chị sẽ đi theo những cái bên tư vấn anh chị mua cổ phiếu có đúng không vì chúng ta đầu tư chúng ta luôn luôn muốn mua cổ phiếu hay nói cách khác người đứng ở trong muốn đi ra và người đứng ở bên ngoài muốn đi vào có chính xác điều đó không và bây giờ khi nó sập chúng ta mới không muốn đi vào nữa chứ thật ra lúc buổi sáng hôm nay, ngày hôm qua có phải anh chị muốn đi vào, anh chị rất muốn đi vào, đúng không? Thì chúng ta phải tìm ra cái cách nào để có thể họ mãn anh chị. Nhưng khi thị trường sập, anh chị sẽ lỗ ít nhất và khi thị trường đi lên, anh chị sẽ có lời. Thì đó, nên qua tại sao mình lại nói là gì? Hàng giữ thì vẫn giữ nếu nó không vi phạm. Và là cổ phiếu tốt, cổ phiếu lớn trên thị trường. Cầm vẫn cầm, nhưng mà mua thì vẫn mua thôi, nhưng mà phải mua đúng con mua đúng quy tắc để chúng ta coi lỗ chúng ta là người lỗ ít nhất ví dụ nó nói với anh chị đoạn này sập như thế này hai mươi mấy điểm rồi hai mấy ba chục điểm rồi thì mình vẫn có lỗ chứ sao không à, hàng blue chip của mình vẫn lỗ bình thường nhưng mà lỗ xong qua đợt sập đây thì anh chị phải biết nha thị trường chỉnh từ cái giá cao nhất ngay đây nè là một hai chín mươi đúng không xuống tới bây giờ là một hai sáu tám rồi chỉnh được ba mươi hai điểm rồi đúng không hình như ồ hai mươi hai điểm rồi đúng không chỉnh được hai mươi hai điểm rồi thì nó chỉnh được 22, 23 hai hai mươi ba điểm rồi thì cũng chỉnh rất là nhiều rồi đúng không tí xíu xuống đây nữa là cũng bốn mấy ba mấy bốn chục rồi thì ba mấy mấy bốn chục mà mình vẫn có nhiều cổ phiếu vẫn lời bình thường đó mình đầu tư với anh chị bình luận chip mình vẫn lời bình thường một số con lỗ nhẹ nó sẽ gánh qua gánh qua mà chúng ta chờ quá hối chờ quá hối thì có phải mình chỉ lỗ nhẹ nó bận cây lại lên lại mà cây là lên lại thì cái đó là cái chiến lược đầu tư để đi trong cái giai đoạn này một giai đoạn là gì gần như đâu có lời đâu gần như đâu có gì đó ok đâu lỗ rất là nhiều và nếu mà chúng ta không có hình dung được á chúng ta cứ đi muốn lợi nhận thì chị thấy nhà từ liêm nè anh chị thấy nhà từ liêm không hôm nay may là đóng cửa đầu gì á anh chị hãy từ trở đây xuống đây lỗ nhiều trăm lỗ 15% có những lúc cao trào anh chị lỗ tới tận là bao nhiêu trăm lỗ tới tận 17% vậy thì giữ tiền quan trọng không Um, rất là quan trọng đó nó thành ra là video này mình lên mình nói với anh chị như vậy thật ra chiến lược đầu tư này đã không thay đổi gì từ hai ba tuần này rồi từ bên đây qua bên đây nè là mình vẫn chia sẻ với anh chị ý thích như vậy nếu anh chị nghe video quan hàng ngày anh chị đều biết mình đều chia sẻ thích như vậy mà um, nhưng bây giờ nha trong những phiên kế tiếp có thể là bên mình, mình sẽ có những thay đổi ví dụ như gì ví dụ như mình nói với anh chị là bên mình giữ 50% blue chip nè anh chị không thì đâu phải ai cũng mua full thế này, này có mấy anh chị giữ một có anh chị giữ bid đúng không MBLG, bid và vinamilk là bà con đúng không ví dụ anh chị giữ mbb ctg hay là mập là bà con ví dụ vậy chứ làm gì ai có ai mua hết danh mục này đúng không đó là danh mục cho nhiều người mua thì sẽ là như thế này đó thì đây là danh mục tổng đi đúng không thì sao ở đây thật ra còn hàng gì còn hàng trung hạn nữa nè đó thì sao thì đó là các cổ phiếu về Blue chip rồi là mình đã có sẵn hàng rồi và nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều trong dịp này dù rất là xấu thật ra anh chị thấy dù rất là xấu nhưng cổ phiếu vẫn tồn tại được là coi như ok ví dụ liên việt đi anh chị thấy hôm nay sợ không anh chị hỏi quan bán các lỗ ông em qua nó anh chị cắt chi anh chị giữ không cắt vì sao vì con liên việt này nè nó bán xuống rất là ghê nhưng rõ ràng nó có gãy đâu ờ, thật ra con này mất 31 không phải là cái giá bán đâu giá 30.3 mới là giá bán và trẻ hôm nay nó rút đúng em 20 máy bật lên lại bình thường vì nó là blue chip nó là cổ phiếu lớn trên thị trường và nếu thị trường ok nó chạy luôn không ok nó cũng lên lại giá vốn anh chị muốn thì chị thoát hàng để anh chị đảo qua cái con khác anh chị thấy FPT không hôm nay bán quá trời đâu rơi đâu mai cái nó bật lên lại anh chị muốn anh chị bán hết cũng được anh chị rút cái dòng tiền mình trú ẩn hôm nay hai tầng ra để chi? Để mình đi mua mid cap, đi mua cổ phiếu giá rẻ. Và chia sẻ với anh chị cái cổ phiếu này nè. Anh à, chị thấy con này không? Anh à, chị thấy con TNG không? Cái này là bài viết qua chia sẻ với anh chị cuối tuần, hôm bữa, chủ nhật thì phải, đúng không? Anh à, chị thấy nè, con TNG lúc đó 27.2 thì mình dẫn nó với anh chị nó sẽ rơi tiếp về 25, đúng không? Bây giờ anh chị nhìn con TNG coi, nó làm sao? à, nó về tới 25 rồi còn gì nữa anh chị đúng không nó về tới 25 dù cái bữa đó anh chị để ý nha là cái bữa nó đạp mạnh và anh rút chân này chứ không đạp mạnh rút chân lên mình vẫn nói nó về 20 25 về 25 lâm thiệt rồi và bây giờ đó là 25.9 thì với cái trạng thái tiêu cực này của anh chị tâm lý rất nặng bò tùng xẻo và cứ nghĩ nó sập thì với lại anh chị nghĩ một cổ phiếu dâm bự ra có dòng tiền lớn vào trước đó có dòng tiền lớn vào trước đó dòng tiền lớn dòng tiền lớn rất nhiều một cổ phiếu liên tục vượt đỉnh trước thị trường rõ ràng nó vượt đỉnh nó liên tục đúng không mình qua một so sánh và index cho anh chị coi nè đây khi thị trường mình vừa tăng lên lại này, đúng không vừa tăng lên lại TNG đã vượt đỉnh trước nè cái đỉnh này anh chị thấy không anh chị so sánh lên chị thấy TNG vượt đỉnh tiếp tục khi thị trường đi ngang thì thật ra con này cũng đâu tăng được tại vì bản chất thị trường có ok đâu thị trường nó hiện nó xấu quá trời xấu luôn thật ra khi sập con này không sập nhiều khi thị trường vừa hồi lên con này lại vượt đỉnh anh chị thấy đánh hay không anh chị thấy đánh hay không thị trường vừa lên thị trường đã vượt đỉnh được ngàn ba đâu con này lại vượt đỉnh đó là con này liên tục vượt đỉnh được hai lần một lần dưới đây một lần ở đây nhưng hiện tại thị trường mình lại sắp sập. sập thì nó rớt lại là bình thường đúng không thì chị thấy nó nó sao nó khỏe ngày nay đúng không rõ ràng nó khỏe hơn chứ tiền nó vào đúng không thì đó thì bây giờ sao thì bây giờ nó đã rơi từ trên đỉnh xuống đây chiết khấu được bao nhiêu trăm rồi chiết khấu được hơn 10 trăm rồi à, nếu mà đo từ cái cây này là 13 ba trăm á thì đã chiết khấu được 13 ba trăm rồi mà bây giờ anh chị rất là tiêu cực đã bắt đầu có khối lượng bán tháo lớn cây này bắt đáy hàng về cắt lỗ hết rồi đúng không thì bây giờ ví dụ ngày mai tiếp tục tiêu cực đi Rớt tiếp về 25 thì có phải chỗ này mình bắt đầu gom không? Mình gom dài xuống 24 được ok không? Thì mình lấy cái khoản tiền mình đang trú ẩn trong blue chip có một số không blue chip không ok. Đang trú ẩn trong đây nè. Mình sẽ hướng dẫn anh chị ví dụ mai nó ok. Vào gom ít hàng thử coi. À, rồi nếu mà ok thì trường vừa hồi cái lại bật lên chạy vượt đỉnh nữa được không? Ồ ai biết được không sao không được đúng không? Tại vì anh chị thấy thị trường mình có ngàn ba ngay chỗ này nó cũng ngàn ba mà tại sao bây giờ nó vượt đỉnh sau đó lại đây vượt đỉnh hả thì rõ ràng đây là gì đây là cái cơ hội nó xuất hiện khi cái gì khi cái thị trường này nó xấu và nó điều chỉnh mà chúng ta đã chờ đợi trước đó hay hôm bữa mình nói với anh chị đó là gì đây cái tiêu đề video này là gì anh chị đó vậy tiêu đề video là ba 1300 Cơ hội săn lùng siêu phẩm cổ phiếu và chiến lược đầu tư thông minh à, anh chị chưa coi bài viết này đúng không? Có thể coi lại vào ngày 2 tháng 9 đúng không? Đúng rồi, vào thứ hai ngày lễ mình viết cái bài này cho anh chị luôn nè đó, à, mình đã dự báo trước là thị trường như vậy và bây giờ nó diễn biến như vậy thì sao chúng ta đã đi vốn một phần trong blue chip và trong blue chip thì có con được con không thì những con không được gọi là không ok chúng ta sẽ cơ cấu hóa ra còn con ok thì cứ giữ bình thường thôi thị trường đang rất xấu mà đó, à, mà chúng ta cứ giữ bình thường để nó đỡ tài khoản và chúng ta sẽ bắt đầu gom dần những cái con này đúng không anh chị thấy con ra đi anh chị thấy bây giờ xuống tới đây bắt đầu gãy nè à, con này có game có chi cụ tức đùm lâm hết và bây giờ thì thấy bắt đầu chỉnh rồi thì có phải nó chỉnh xuống khoảng giá 22 năm vào những cái phiên hoảng lọt xuống đây có phải đây sẽ là cái điểm chúng ta cân nhắc gom một ít không xui xẻo nó rớt xuống đây thì thật ra cũng đâu có lỗ bao nhiêu gom tiếp à, Chừng trừ khi lỗ 10 trăm 7 trăm xuống đây thì chúng ta mới cắt lỗ thôi đúng không hay là bê một cổ phiếu có phải là dòng tiền vào rất lớn anh chị có phải hay anh chị bằng mắt hơn thôi tiền lớn nè vào nè, chỉnh xuống nè, tiền tiếp tục vào nè, bùng nổ lên, chốt lời, gãy xuống, tích lũy, bùng nổ lên, tích lũy, đúng không? Bùng nổ lên, rồi bây giờ gãy. Thì có phải anh chị thấy bây giờ bên đây bắt đầu háo chạy không? Háo chạy nhưng rõ ràng tiền nó vào rất lớn. Thì có phải bây giờ nó đã rơi được một đoạn từ đỉnh xuống với một con blue chip nha. Đây là blue chip chứ gì nữa? 11%, 12% rồi. Vậy có phải ngày mai ví dụ nó rơi thêm tí nữa về 44 đi. Anh chị vào, anh chị nhặt ở đây. Xác sức có nhịp hồi lên cao. Rơi rất nhiều rồi thì sẽ có hồi. Đó, ăn không ăn được giống lớn đi thì cũng ăn được sống hồi nó còn nếu may mắn có dòng tiền lớn nó vào hiệt thì chúng ta lại ăn tiếp vì đây anh chị thấy rõ ràng nè cho anh chị mình coi so sánh về đi đẹp nha anh chị thấy so sánh nè con này liên tục vượt đỉnh đúng không anh chị nè mình zoom lên cho anh chị coi nè khi thị trường mình vào đây nè khi cổ phiếu vượt đỉnh này có phải thị trường mình mới tăng nhẹ không cổ phiếu vượt ngàn ba đây là cái đỉnh ngàn ba đợt trước này đúng không ngàn ba nè đó tiếp tục lên đây nè cổ phiếu tiếp tục tăng vượt đỉnh lên nè đúng không thị trường mình tăng thị trường mình chỉnh thật ra nó cũng chỉnh nhưng mà khi thị trường mình vừa hồi nhẹ ở đây cổ phiếu vượt đỉnh tiếp tiếp tục khi thị trường mình sập bên đây cổ phiếu mình đi ngang tiếp tục khi gì khi thị trường mình mới vừa hồi nhẹ cổ phiếu này là vượt đỉnh đúng không rõ ràng nó có dòng tiền nó mới làm được vậy và bây giờ nó đang chỉnh xuống thì có phải đây là cái cơ hội vàng để chúng ta gom không ít nhất nếu chúng ta tèo nha là thua <laughs> tèo là thua thì chúng ta mua hấp có phải chúng ta sẽ ok không? và cái đó có phải là cái chúng ta đã chờ đợi từ trước lại tới bây giờ không à, tiền đã chờ sẵn hết qua luôn đó với anh chị hãy chờ chờ một phần tiền để mua mấy con này đúng không đó và còn nhiều con như vậy nè nó mà chúng ta có phải là bây giờ là cái lúc chúng ta nên đi mua không khi người khác bây giờ đi tâm lý rất nặng cứ nghĩ sập cứ nghĩ toan và thậm chí có anh chị còn nói và về bao nhiêu là con có anh chị còn nói là về lại ngàn một một đúng không đó rất là tiêu cực thì rất là tiêu cực như vậy chúng ta phải nhìn với cái góc độ nó tích cực chứ vì chúng ta đã chuẩn bị trước hết rồi mà đúng không thật ra ảnh hưởng thì cũng bị ảnh hưởng như nhau nhưng mà mình ảnh hưởng hết hơn người ta thì mình phải có cái gì đó tốt hơn người ta chứ chứ bây giờ mình hoảng lộn như người ta nữa thì lại như nhau rồi, đúng không? Rồi thì đó là cái chiến lược giao dịch của bên quan cũng như là những cái hành động và cái thực tế bây giờ chúng ta phải có cái tốt, có cái xấu, có cái được và có cái mất trong đây. Thì anh chị mình coi nãy giờ có lẽ anh chị cũng đã biết phải làm như thế nào, đúng không? Anh chị cũng ai biết như thế nào rồi? Thì nói chung quá với cái tổng quan về thị trường, với cái chiến lược chung thì mình sẽ nói với anh chị như vậy về tâm lý nè, về đi vốn nè, về các cái hành xử như thế nào mình nói với anh chị trong mỗi bản tin như vậy. Còn hẹn với anh chị về từng cổ phiếu, điểm mua điểm bán theo vị từng cổ phiếu, từng cổ phiếu thì cái này hèn với anh chị tối nay chắc là 9 giờ 30 đi 9 giờ 30 trong buổi live stream thì chúng ta lại lên đây chúng ta đi phân tích từng con từng con từng con bóc tách ra để cho chúng ta biết nên mua nên bán như thế nào điểm bán điểm cắt lỗ à, rồi ok thì đó là video phân tích của quang hôm nay nếu anh chị mình muốn có một chiến lược đầu tư hiệu quả và hợp lý muốn đi theo bên quang như thế này à, anh chị nhắn tin trực tiếp với như hảo hoặc trung vi để các bạn tư vấn và hướng dẫn anh chị cái thủ tục chuyển về đồng hành với bên quang nói chung đầu tư là phải nhẹ nhàng đầu tư là gì phải ok không ok theo hình thức là gì có lời lớn tại vì sao giờ có lời được đúng không Giải đâu đó sao có lời thì chúng ta cũng phải nhẹ nhàng theo cái cách đó là chúng ta ngủ ngon và chúng ta không có bị tâm lý thật ra hôm nay qua không có bị tâm lý bao nhiêu đâu mình nhìn vào danh mục của mình mình thấy có gì đâu không à, anh chị hãy cứu giờ nè không à, có thể anh chị sẽ mua trên là khoảng một hai phần trăm so với danh mục quan đang tư vấn ở đây vì sao vì đôi khi mình bị độ trễ đúng không thì thật ra anh chị cũng đâu có mất bao nhiêu đâu à, anh chị vẫn lời bình thường con lời nó vẫn lời thôi à, con lỗ thì lỗ nhẹ thôi có bị gì đâu thì chúng ta cứ từ từ bình tĩnh và chờ thị trường nó ok thôi Trong khi rõ ràng thị trường nó rất là tiêu cực ở bên ngoài Nhưng cổ phiếu mình không bị gì nhiều Thì mình cứ hội máy Chưa kể là mình còn đang có cái deal MBS Lời 175% để nó đỡ vào cái tài khoản đúng không? MBS đang lãi tới 170% mà à, Riêng cái deal này nè Còn mấy deal trên đây thì không còn nhiều người giữ quá Anh chị cũng đã chốt lời khá là nhiều rồi Với cái vị thế trung hạn của con RVR với DGC Chốt lời nhiều lắm rồi nhưng mà mở mới mua đây ai cũng lời được gần gấp đôi gấp rưỡi gấp ba rồi mà đúng không? thì đó chúng ta cứ hỏi máy thôi chứ có gì đâu mà chúng ta phải tâm lý và khi chúng ta tâm lý chúng ta mới quyết định sai và chúng ta nhìn cái gì nó cũng tiêu cực và khi chúng ta nhìn cái gì đó cũng tiêu cực ủa vậy thì ai tích cực cái mập lái cho ai à, mình tiêu cực thì phải có hàng tích cực vậy hàng đó lại lái cho ai chứ bây giờ ai cũng tiêu cực thì ai ai là người tích cực đúng không quy tắc mà rồi ok Hôm nay tới đây thôi, chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và tốt lành bên gia đình. À, nghỉ ngơi thư giãn, đầu óc thì mới ok được chứ không thì cứ căng quá, thì căng quá thì dễ dễ sai lắm nha anh chị. Rồi ok, xin chào anh chị nha.